Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hòa Tuyệt Đốn. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem một chương trình đặc biệt kỷ niệm 7 năm thành lập SCN Boston qua buổi dạ tiệc tại John Hancock Hall tại thành phố Boston, Massachusetts. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem bài tường trình của học giả Đỗ Thông Minh từ dòng sông Sumida, Nhật Bản. Vào ngày thứ Bảy 12 tháng 10 năm 2013, với hơn 1.000 quý trồng hương người Việt, cùng với các anh chị đại diện SPTN ở Hoa Kỳ đã tham dự một chương trình đại nhạc hội mừng 7 năm SPTN Boston được thành lập, tổ chức tại Hí viện John Hancock thuộc thành phố Boston, Massachusetts. Trong suốt thời gian qua, chương trình SPTN Boston với thời lượng 30 phút được trình chiếu vào 12 giờ trưa mỗi Chủ nhật và vào 7 giờ tối thứ Ba với phần tin tức cùng với các tiết mục phóng sự và sinh hoạt cộng đồng, và vào 11 giờ sáng thứ Năm, chương trình Cuộc Sống Muôn Màu. Nét riêng của SCTN Boston là sự đóng góp của những gương mặt trẻ mang lại cho đồng hương người Việt khắp nơi không những những sinh hoạt tại địa phương mà còn những tin tức có liên quan tại tình hình tại Việt Nam. Bảy năm với sự vững mạnh và phát triển, SPTN Boston luôn được sự ủng hộ của quý đồng hương. Bắt về chương trình thời sự thì tôi rất thích, tại vì chương trình thời sự SPTN đã nói đi sát vấn đề và tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam và cho đồng bào mình. Tôi là cái người theo dõi đài SPTN rất là nhiều, từ khi mà địa phương có trực tiếp về những cái chương trình của SPTN tất cả các tiểu bang. Thì là tôi đã gắn và tôi phổ biến để mà, tại vì ở những cái tiểu bang xa như tụi tôi xa Cali, tụi tôi rất cần những cái chương trình của quý vị, nhất là ở ví dụ như Washington DC, tin tức của Washington DC, tin tức của Houston, tin tức của các đài địa phương. Em thích nhất của đài STBN vì STBN đem lại cho cộng đồng nhiều cái hay, cái tốt cho người Việt Nam của mình. Trong tương lai, lúc nào em cũng muốn đài STBN lúc nào cũng càng ngày càng tiến xa hơn để cho cộng đồng với người Việt với thế hệ sau càng biết rõ. Chương trình đại nhạc hội 7 năm SPTN Boston với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ và bàn nhạc của Trung tâm Asia đã mang lại cho quý khán giả một đêm nhạc trữ tình quê hương và là cơ hội để quý đồng hương gặp gỡ các ca nhạc sĩ. Trước tiên tôi xin chào quý vị khán giả của đài SPTN. Tôi chỉ là một thành viên ở phía sau trong ban tổ chức thôi. Nhưng mà thật sự á, tổ chức được một cái show như vậy đó là phải nói là nhiều nhiều lắm những công sức và nhiều lắm những cái khó khăn quý vị ạ. Chuẩn bị cái show này đó, đầu tiên book ca sĩ là mình phải gần 7-8 tháng trước để có một cái dàn ca sĩ đông như vậy. Tại vì ca sĩ của trung tâm ERA đi rất là nhiều show quý vị. Nếu mà mình book trước chừng 3-4 tháng mình không có được những lực lượng như vậy đâu. Muốn có những đủ những ca sĩ cho mình yêu cầu á, quý vị yêu cầu đó, là mình phải book từ tháng 2, tháng 3. Xong rồi, coi như mình phải book cái rạp trước, rồi phải book ca sĩ, rồi mình mới lo những cái chương trình, coi như là gần một năm trời để cho một cái chương trình này. Tại vì SPTN không phải là chuyên nghiệp đi làm show, thành ra là làm bằng cái sự hiểu biết của mình và cái sự khó khăn mà mình phải cố gắng vượt qua. Mà mỗi năm mình muốn làm một cái chương trình để kỷ niệm một cái năm làm việc của SPTN đó, thì thật sự phải nói rằng là được sự hỗ trợ rất rất nhiều của những cơ sở thương mại, của các nhà mạnh thường quân. Kính thưa quý vị, cái show này SPTN ban ra hơn 83.500, nhưng không có trên 20.000 tiền bảo trợ của các cơ sở thương mại, thì SPTN không dám làm show như vậy. Nhưng mà Boston có cái niềm vui á, là mình làm cái show này để cho phục vụ cho khán giả. Don't jump that way.
xin kính chào quý vị. Vào ngày Chủ nhật 13 tháng 10, 2013, cộng đồng người Việt tại Boston đã tham dự một buổi sinh hoạt do SPTN Boston tổ chức về Human Rights for Vietnam. Trong buổi sinh hoạt này, ban tổ chức đã trình bày, nêu rõ đường hướng, hoạt động của Human Rights for Vietnam. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đưa ra mục đích và nhận định của mình trong buổi sinh hoạt. Ngày hôm nay là chúng ta có kỷ niệm 7 năm SPTN Boston và gặp gỡ cộng đồng để nói về chương trình nhân quyền cho Việt Nam. Rất là cảm động như thấy tối hôm qua ở đây cả ngàn khán giả đã tới SPTN 7 năm Boston, và ngày hôm nay cùng 1 giờ trưa ở đây các cô chú đã tới nữa để mà cùng nhau nói về nhân quyền, làm sao chúng ta có thể đoàn kết lại cộng đồng của địa phương, giúp những người Việt Nam mình sớm có quyền con người trong nước. Đây là một việc làm rất là cảm động. Các cô chú bác đã có ngã ý để gặp cô để chia sẻ về mấy cô chú bác cũng đã đóng góp tiền để mà gỡ về cho những đang tranh đấu dân chủ cho Việt Nam trong nước. Đây là những người có tấm lòng rất là cao thượng. Tác giả cuốn sách Thép Đen, ông Đặng Chí Bình, cũng là một trong những diễn giả đã nói lên nhận định của ông như sau. Theo cái thiển cận của tôi là có hai mặt giáp công trong nước và ngoài nước kết hợp với nhau, một tấm lòng với dân tộc, với quê hương ở trong nước cũng như ở hải ngoại này. Chỉ còn có một tấm lòng, mỗi người một bàn tay góp sức của toàn dân, mọi người đừng phân biệt một chút gì. Chúng ta có cái nhược điểm từ xưa đến nay 38 năm rồi, cái nhược điểm lớn nhất của chúng ta là không ai bảo ai nghe cả, ai cũng là lãnh tụ hết. Chính vì thế mà chúng ta có giàu có kiến thức rộng, có khoa học cao, có thì cũng không làm gì được người cộng sản cả, và cái đòi hỏi nhân quyền chúng ta cũng không có giá trị gì hết. Vì vậy cho nên là làm thế nào, cái quan trọng nhất là làm sao phải có trong nước, ngoài nước, và ngoài nước một lòng, trong nước cũng một lòng. Hai cái kết hợp với nhau thì mới có hy vọng có một cái ngày nào nhân quyền hữu hiệu cho dân tộc Việt. Được ghi nhận rằng đồng bào Việt Nam tại Boston tham gia rất sớm, đông đảo hơn nhiều trên số dữ liệu của ban tổ chức, đã nói lên sự quan tâm, đoàn kết và quyết tâm về nhân quyền tại Việt Nam. Dạ, kính thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam tại Boston vẫn ao ước một ngày nào đó để mà nghe nói về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì quý vị thấy là cái hội trường hôm nay là đầy đặt, không có chỗ ngồi nữa. Thì chúng ta cũng biết là nhân quyền Việt Nam hiện bây giờ đang ở trong cái tình trạng rất tồi tệ. Thành ra chúng tôi muốn biết là cái nhân quyền Việt Nam nó đã đi đến đâu và đi như thế nào. Chúng ta đấu tranh bằng một sự ôn hòa chứ không phải là đấu tranh bằng một súng đạn. Thì mong rằng chính quyền của Hà Nội sẽ nghĩ trở lại và có một nhân quyền một ngày đẹp trời gần đây. Ồ, vai trò của người nghệ sĩ thì phải đấu tranh rất là nhiệt tình, phải hết sức hăng say, phải hăng say hơn nữa. Mặc dù tôi bây giờ cũng gần 80 rồi, còn thiếu chút xíu nữa thì 80 thôi. Nhưng mà tôi cũng vẫn cố gắng phát huy cái sự chống cự với lại cộng sản. Dù ở đâu có một cái gì tổ chức là tôi cũng đến. Mặc dù là tôi có phải lê lết, tôi cũng đến nơi để tôi dự cho được. Sau phần trình bày và phân tích của nhạc sĩ Trúc Hồ, xướng ngôn viên Diệu Quyên cùng anh Võ Thành Nhân và phần phát biểu của những cộng đồng Việt Nam tại Boston, với số hiện kim hơn 5.000 Mỹ Kim thâu nhận được tại chỗ, đã nói lên cộng đồng người Việt Nam tại Boston đã ý thức được tầm quan trọng đối với nhân quyền tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi. Minh Thúy tường trình từ Boston. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thị Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.